Đây là ông vàng 511. Cái này lộ lên dần giữa nè. Trái đều từ đều nè. Có xịu dụng luôn nè. Nói chung hơi thiếu ánh sáng, dạng quả bịch thiếu ánh sáng. Này, trái dài. Xanh, xanh bóng không gai. Trái ông vàng 511 đó. Bạn nhìn kỹ nha, trái nào còn trái gốc nữa nè, ít sử dụng luôn. Cái chùm này bẻ 7-8 ngày nè. Rồi hôm là mình quay là bẻ cái thứ tư rồi đó. Sử dụng luôn. Bên này gỗ bên này nè. Cái này tại kỹ thuật lấy trái nữa nha, nó giống nó trúng nhưng mà kỹ thuật mình lấy trái nữa nó mới đạt, chứ không phải mà ấy không mà đạt đâu. Đó. Thì bạn nào có nhu cầu trồng ông năm Việt ông vàng 511 thì liên hệ với số điện thoại của mình nha, 0944 3057.